Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một sản phẩm được chế biến hoàn toàn từ tự nhiên. Đó là ống hút gạo tự hủy do Việt Nam chúng ta sản xuất. Ống hút này được sản xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ bột gạo. Chúng ta dùng sẽ không có hại cho sức khỏe, mà khi vứt bỏ cũng không có gây ô nhiễm môi trường như là các loại ống hút nhựa thông thường. Ống hút này chúng ta dùng xong và chúng ta ăn luôn cũng được, nên hoàn toàn không có hại cho sức khỏe. Chúng ta nên dùng sản phẩm này thay thế cho những loại ống hút thông thường, mà vừa góp phần ủng hộ hàng Việt Nam. Và chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Chào mọi người.